Nó thấy côn trùng là nó quái. Ui, ghê chưa? Hôm trước nó cũng phóng vậy, làm cái bóp ngay chỗ cái thành hồ á, bị xước một đường, hôm nay thì hết rồi. Nè, sao không phóng nữa hả? Nhanh, nhanh nhanh. Rồi, nó rị luôn. Có nhiều bạn hỏi mình là nuôi cá tây tượng có cần oxy hay không? Mình nuôi cả năm rồi mình không có oxy mấy bạn. Nó bình thường mình nuôi tới 3 con lận á. Cho thêm nó một con trùng nữa. Do hôm qua mình cũng cho nó ăn trùng rồi mấy bạn. Ở chỗ mình mấy hôm nay nó trời mưa đó, đất nó mềm nó dễ có trùng. Mình lấy cái bay á, cái bay mà làm thợ hồ á, mình đào một phát là lên mớ trùng, nhưng mà con này nhỏ quá, cho mấy con gà. Mấy con gà này mấy bạn nhìn nhanh lớn ghê chưa? Hôm trước nó nhỏ xíu à. Đây đây, đó, trùng nè. Nhưng mà con cũng không được to lắm. Đó. Thế đào thêm một ít nữa. Đây. Mấy con gà nó cũng thèm ăn trùng lắm á. Nãy giờ mình đào được bao nhiêu nè, đâu mất hết rồi, nấp hết dưới đây nè. Để coi thử coi. Nè, đó thấy không? Không to lắm nhưng mà cũng được. Cho cá này nó ăn trước. Ủa, đó rồi, không lẽ nó ấn rồi nè. Do hôm kia mình cho nó ăn một con to hơn chiếc đũa đó mấy bạn. Đó, hai con nó rỉ, nó giành nhau nó ăn đó. Hôm nay nó ấn rồi sao ấy. Con màu đen đậm đậm á, nó ăn nhiều nhưng mà sao nói là nhỏ hơn cái con màu cam đó. Kể cả cám nó cũng ăn nhiều lắm, nhưng mà màu nó rất là đậm luôn. Mà cái con kia hôm nay nó cũng đậm đó, ăn ít hơn nha, mà sao nó lại to hơn con màu cam nè, màu vàng đó. Mình cho mấy con cá tây tượng này nó ăn, con bên kia nó đứng nó quậy quậy cái đuôi hoài đó, nó đòi ăn rồi đó. Để mình cho con cá thác lát với cá rô đồng nó ăn trước đã. Đây đây đây, đó, cá thác lát đậm đen ghê chưa. Con cá thác lát đó mình nuôi cả năm rồi đó mấy bạn, không thấy con cá rô đồng nhảy ra ta. Nó mắc rồi, con nó to lắm, cá rô đồng khủng mà. Ở dưới đó có bốn con cá rô đồng, lâu lâu mà nó dùng một phát á, cái kính này nè, nó mỏng mỏng á, nó trào nước muốn bể kính luôn á, nó mất tiêu không ra. Sẵn cái clip này mình nhờ mấy bạn, mình không có rành về cá bách ta. Hôm mình nuôi cái này là mình nuôi dưới nhà dưới mấy bạn, nó hơi tối nha, không dám thay nước để đục ngầu luôn nè, do là nó có cái bọc bọc nè. Con cá bách ta này là mình nuôi lâu lắm rồi ở dưới đây, nhưng mà mới mua thêm cái con mái, khoảng con mái đâu rồi ta, con cá mái đây 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 đó, khoảng bỏ vô đây một tuần thôi là nó ra một mớ bọc này, mà mình không biết ép cách sao mà để nó ra con ấy. Là mình để miết vậy không dám hút nước nè, bọc nhiều chưa đó, không biết bây giờ ập lại này là sao thì mình cũng không rành cái này, cái gì không biết thì hỏi thôi chứ. Mình nhờ mấy bạn comment góp ấy giúp mình với à. Hôm nay thì mấy cái lúa của mình nó cao cao cả này, cả đây rồi nè, nó ra thêm được mấy lá nữa. Để mình đem cái điện thoại lại gần cho mấy bạn xem. Đây, đó, cao hơn ngón tay mình luôn rồi nè, thấy chưa, nó ra thêm được mấy lá nhỏ nhỏ. Mình trồng được 8 ngày, hình như nó ở trong này nó nhanh lớn hơn ở ngoài ruộng hay sao á, mà không biết có thưa không ta, trồng hơi bị thưa không. Đây, cái đất ở trên này là bùn mấy bạn, mình để nó khô á, là mình sẽ làm cái nước tự động ở trên nó chảy xuống, dưới này là mình làm cái bể cá dưới đây, trồng thêm ít cỏ nữa. Vừa là bể cá thủy sinh mà vừa là có ruộng bậc thang nữa chứ. Xong rồi thu hoạch lúa luôn. Không biết đủ cho gà ăn không. Đây là clip mà mình quay lại cái hôm mà mình cấy cái lúa này mấy bạn. Cái này là mình ủ 6 ngày rồi nè. Đó, nó nứt như vậy đây. Bắt đầu mình cấy xuống đây thôi. Rảnh là làm mấy cái việc. Không ai làm á. Hồi giờ chưa thấy cái bể cá nào mà có cây lúa luôn á. Mình vừa cấy xong.
còn dư lại một mớ, mình đâu có biết chừng đâu mình ngâm cả mớ cái lúa dư mớ. Hôm nay là tối của được một ngày rồi nè, buổi tối đó, mình đâu có thấy nó lên gì đâu, nó cũng hơi nhú nhú quay quay à. Và đây là ngày thứ hai, mình để gần thì mình mới thấy nó lên được một xíu. Đây là ngày thứ ba, lên được nhiều chưa? Đây là ngày thứ tư nè, mình lên mình quay một xíu, trồng ở đất nó nhanh lắm hơn ở cái xốp đó. Đây là ngày thứ năm, nó cao lên rồi mấy bạn, nhưng mà cái nó còn nhỏ quá cho nên nó hơi khó thấy. Đây là ngày thứ sáu, mỗi tối mình lên mình tưới cho nó một ít nước, nhìn nó lớn từng ngày cũng hấp dẫn mấy bạn. Để nó cao thêm một xíu nữa, cái cây nó cứng cáp hơn đó, mình sẽ trồng thêm một ít cỏ và sẽ làm cái hồ cá ở trong này, nước chảy từ trên xuống. Có nhiều bạn comment nói là anh ơi, cá tai tượng nó đâu có ăn cắm viên, em bỏ hoài nó không ăn. Mà cá này là lúc nãy mình đã cho nó ăn trùng rồi đó, nó no rồi đó, nhưng mà đây nè, đó, nó ăn cám đây nè chứ sao lại không ăn. Mấy bữa là mình bóp nhuyễn nhưng mà hôm nay mình thôi để đó ăn chập, nó ăn hết liền à, bấy nhiêu không đủ thiếu gì đâu. Cho luôn hai con này nè, hai con này cũng ăn trùng rồi nè. Đó, hai con này là mình mới mua mấy bạn, chắc được tháng mấy á. Loại cám này cái viên nó lớn, hình như dành cho cá coi hay sao á. Mình cho cá bảy màu nó ăn là mình hay ngâm nước sôi bóp nhuyễn nó ra. Đây nè, mình mua 20k một bịch, nặng 500g. Cái hạt nó bị lớn nè, nó đâu có thương hiệu gì đâu, cho nên mình không biết cái loại gì á.